Xin chào tất cả các bạn nhé. Chào mừng tất cả các bạn trở lại kênh Đặng Tín Audio nhé. Và tôi video thì ngày hôm nay đây, em có 3 chiếc đẩy ETC D1200, một dòng đẩy cao cấp của ETC 4 kênh phiên bản màn hình 1200 kênh. Thì cái lô đẩy này có biết em đã bán gần 2000 chiếc. Thì hôm qua bên giao hàng đây họ chuyển về 3 chiếc của 3 ông khách bom hàng. Thì các bác biết rồi, buôn bán thì không thể tránh thành phần này được. Đấy, có những ông thì vợ không cho mua trong đến lý do này do kia. Thì ngày hôm nay hoàn về 3 chiếc đây. Tất cả vẫn là mới nguyên hộp hết, bảo hành 1 năm, hàng chính hãng ETC. Và em sẽ bực mình em bán tri ân cho 3 bác nhanh tay với giá sốc nhất chưa từng có luôn với dòng đẩy 4 kênh này. Và trước khi vào video ủng hộ cho em là xin like, bác nào chưa like ủng hộ cho em một like và đăng ký kênh cho em. Thì như bác nào theo kênh của em có biết rồi, với phiên bản này em đã bán đến gần 2000 chiếc rồi. 4 kênh, bác đánh loa full, loa dây, súp hơi. Bác làm sâu sự kiện lớn kẹo kéo và gia đình thì đối dòng này thì quá đẳng cấp rồi. Hàng chính hãng nhập khẩu ETC nhá, phiên bản màn hình. Rồi em giới thiệu chi tiết cụ thể đằng sau và ruột gan đầy đủ và sẽ báo giá các bác ở cuối video, giá cực kỳ sốc luôn, khẳng định bác một giá rất là sốc. 3 chiếc thôi. Đây đằng sau đây. Nó sẽ bốn được nhập vào này. Bốn đường link tín hiệu này. Đây đầy đủ các ổ gạt xích teo barrel. Các đường ra loa và ra vặn và giác lưu trích đầy đủ và dây nguồn rất là lớn nhé. Và trong chiêm ngưỡng lại ruột gan này. Thực sự là rất là khủng, dòng này thì em bán quá nhiều rồi. Và yên tâm một độ an toàn và chất âm con này. Đây nguồn này, bỏ ao nguồn rất là lớn luôn. Và con này sử dụng bản cao cấp nhất là bản 24 tụ có nhất, chạy 24 tụ của ETC. Là bản cao cấp nhất, thường bác mua ngoài thị trường ấy nó chạy 12 đến 16 tụ thôi. Nhưng đối với dòng cao cấp nhất này nó chạy 24 tụ của ETC luôn. Có như này, từ những cái dây dẫn này của nó này. Và bác nhìn thấy cực kỳ đẹp luôn. Nói chung là các bỏ tiền ra xứng đáng nhá. Đấy. Và tất cả đây sò trường là GVK. Chạy sò trường là GVK hết. Mạch cần H. Chạy 4 quả gió. Và con này chạy tổng cả bộ áp và sò chính là 80 sò. Chạy tổng cả bộ áp và sò chính là 80 sò trường là GVK. 24 tụ 1200W một kênh. Hàng nhập khẩu chính hãng ETC được bảo hành 1 năm luôn. Rồi bây giờ sẽ test nghe chất âm và sẽ báo giá luôn. Duy nhất 3 con đây của 3 khách bom hàng đây. Em bán chiên sập sàn luôn. Đây, ông nghe qua chất âm nhá. Đây, em sẽ lấy kênh A, kênh B nhé, kênh C, kênh D mình sẽ không đánh này, cái chân này. Nhớ nó rất là sạch luôn. Và em xin báo giá duy nhất 3 chiếc ngày hôm nay. Và với quan điểm bán hàng em biết rồi, nhận hàng kiểm tra thanh toán không phải là cọc. Em đơn vị đầu tiên vẫn bán đẩy không phải cọc con luôn. Nhận hàng kiểm tra thanh toán. Và ngày nay bác nào chốt nhắn tin con em cũng phải chốt đẩy màn hình cho em. Chốt đẩy màn hình cho dễ nhá. Chốt đẩy màn hình em bán xả sốc nó khoảng 5.900.000 em bao ship. Chốt đẩy màn hình 5.900.000 một chiếc em bao ship ơi. Chốt đẩy màn hình cho em 5.900.000. Bao ship ơi, bảo hành một quãng 1 năm, nhận hàng kiểm tra thanh toán không phải là cọc. Đến Đặng Tín Audio bán không phải cọc luôn, tặng 4 giác cao lông, chốt đẩy màn hình nhắn tin ngay cho em nhá. Và em nói rồi, duy nhất 3 chiếc tôi có bao mua ngoài thị trường với phiên bản cao cấp như này, ngoài thị trường thì không dưới 9 đến 10 triệu rồi. Em bán chưa quá chỉ có 5.900.000. Chốt đẩy màn hình nhắn tin nhanh cho em. Đấy, em nhắc lại bác nào chốt vào lòng phải nhắn tin qua số thoại nhá, đừng bình luận trên video nhá, bình luận dưới video này em sẽ không chốt đơn đâu. Nên bác nào chốt vào lòng phải nhắn tin qua số thoại đây. Với cú pháp là chốt đẩy màn hình là có nhân viên chốt đơn quá. Và em nhắc lại chỉ có đúng 3 chiếc duy nhất. Cơ hội này chưa bao giờ có cho bác luôn. Em bao ship và tặng bác 4 giác cá lông luôn. Nên anh em là mua hàng với Đặng Tín có biết rồi, em đã bán với mức giá nó cực kỳ tốt để phục vụ các bác. Nên bác có nhu cầu thì chốt hãy nhắn tin ngay qua cho em nhá. Chốt đẩy màn hình. Được chưa? 5.900.000 bao ship tận nơi bảo hành 1 năm. Rồi vào chào các bác nhé, bác là chốt hẹn ngay cho em nhá. Xin chào các bác nhá.